Các tiêu đề như là Hải Dương, công an dùng vũ lực đàn áp dân phản đối ô nhiễm của RFA, hay BBC có tích tiêu đề rằng Hải Dương dân cáo buộc bị đánh tàn nhẫn, hay trên trang Người Việt.com thì còn đưa tiêu đề bài viết công khai dùng roi điện, công an dùng roi điện vòi rồng giải tán biểu tình ở Hải Dương. Người Việt.com đã có một bài viết phải nói là xuyên tạc và bịa đặt khi sử dụng các câu chữ, câu từ mang tính chất mị dân, bởi vì các hoạt động như sử dụng roi điện là một hoạt động không hề xảy ra. Đó là những thông tin bài viết được các trang mạng lề trái đăng tải trong thời gian vừa qua với những luận điệu vu cáo công an Hải Dương dùng vũ lực đàn áp người dân phản đối công ty dệt Pacific Riston tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương gây ô nhiễm môi trường. Theo những gì được đăng tải trên các trang mạng này, thì công an Hải Dương đã đánh dân không thương tiếc từ già đến trẻ, hay là đánh dân không chừa người già hay trẻ em. Hàng trăm công an, cảnh sát cơ động ngày 25 tháng 9 vừa qua đã dùng vũ lực đánh đập những người dân căng liều bạc phản đối công ty dệt Pacific Riston tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Nó dùng vòi rồng điện, dùi cui, vòi rồng phun nước, nó làm khiếp lắm, không nể một ai. Đàn bà con gái nó cũng đánh, vớ phải ai nó cũng đập người ấy. Nó đánh dân làm mấy người vỡ đầu, rồi bao nhiêu người bị thương, đòn roi lằn hết trên người. Nó đưa khoảng 700 công an về, đủ các loại, thằng áo đen, thằng áo vàng, thằng thì kiểu quần áo bộ đội. Chúng nó làm còn ác hơn chiến tranh của địch, và ta đánh nhau nhiều. Trước tôi đi đánh nhau không đến nỗi như thế này. Điều này được ghi trên trang của RFA. Còn trên BBC thì còn đăng tệ hơn, đó là chúng nó đánh dã man lắm, tàn ác vô cùng. Tôi thấy hành động trên nó quá khủng khiếp, tàn sát còn hơn cả đế chế đế quốc ngày xưa. Nhà nước vẫn dạy công an vì nước, vì dân, chứ không phải vì doanh nghiệp nước ngoài thuê đất, vì đồng tiền mà hành hạ người dân. Nghe qua những gì mà mấy trang mạng tường thuật thì có lẽ công an Hải Dương chẳng khác nào là công an bạo chúa. Họ hành động mất hết tính người, chỉ biết đàn áp và vơ vét. Vậy thực tế có giống như những gì RFA, BBC và mấy trang mạng kia tuyên truyền? Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt Pacific Riston hoạt động từ năm 2015 tại khu công nghiệp xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ngày 24 tháng 12 năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn dệt Pacific Riston xây dựng và cải tạo lại hệ thống nhà xưởng cũ của công ty Citec trong khu công nghiệp Lai Vu để phục vụ giai đoạn 1 của dự án và tiến hành vận hành thử nghiệm. Trong quá trình thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung thì gặp sự cố máy bơm hóa chất 3CA bị hỏng. Hệ thống trục trặc dẫn đến nước thải chảy tràn ra mương thoát nước chung của khu công nghiệp Lai Vu. Căn cứ kết quả phân tích mẫu nước thải với 5 thông số vượt quy chuẩn cho phép, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã xử phạt công ty với số tiền 672 triệu đồng vào ngày 25 tháng 1 năm 2017. Tiếp đó, Tổng cục Môi trường đã yêu cầu công ty báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường. Đến ngày 12 tháng 4 năm 2017, do công ty chậm hoàn thiện hồ sơ nên tiếp tục bị phạt số tiền 340 triệu đồng, đình chỉ 50% thiết bị, dây chuyền nhuộm vải có phát sinh nước thải trong 3 tháng và yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục công trình về bảo vệ môi trường, hệ thống kiểm soát, đảm bảo xử lý nước thải. Sau khi xảy ra sự cố, ngày 12 tháng 4 năm 2017, một số người dân của xã Lai Vu, huyện Kim Thành đã bắc thang trèo tường vào khu công nghiệp để dựng lều bạt, vật cản trên đường nội bộ của khu công nghiệp gần cổng của công ty trách nhiệm hữu hạn dệt Pacific Riston và thường xuyên duy trì từ 10 đến 30 người tại đây để ngăn cản không cho cán bộ, công nhân viên, chuyên gia vào công ty làm việc. Trước sự việc trên, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Hải Dương và các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, huyện Kim Thành, xã Lai Vu đã nhiều lần tuyên truyền thuyết phục, vận động, tổ chức đối thoại với người dân nhưng đều không đạt kết quả. Thậm chí khi Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai kế hoạch giám sát việc khắc phục vi phạm về bảo vệ môi trường đối với công ty trách nhiệm hữu hạn dệt Pacific Riston nhưng do người dân ngăn cản nên không triển khai được. Công ty cũng không thể thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Người dân cũng không tham gia tổ công tác giám sát việc khắc phục của công ty trách nhiệm hữu hạn dệt Pacific Riston và chuẩn bị một số công cụ hỗ trợ để chống lại tổ kiểm tra, rà soát an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong khu công nghiệp Lai Vu. Trước tình hình trên, chiều ngày 25 tháng 9, các ngành chức năng của tỉnh Hải Dương, của huyện Kim Thành,
cùng với ban quản lý khu công nghiệp Lai Vu và xã Lai Vu đã tiến hành giải tỏa lều bạt, vật cản và người dân dựng lên tại đường nội bộ khu công nghiệp gần công ty dệt Pacific Riton. Việc giải tỏa được tiến hành trong một thời gian ngắn, hoàn toàn không có việc công an đánh dân hay dùng vũ lực đàn áp dân như những gì một số trang mạng và các cá nhân tuyên truyền. Luận điệu công an đánh dân, dùng vũ lực đàn áp dân có lẽ không còn quá mới. Đây vẫn là những thủ đoạn của những kẻ giả danh dân quan, dân chủ thực hiện nhằm bôi nhọ, xuyên tạc, làm mất danh dự, uy tín, thiện cảm của người dân đối với công an mà thôi. Thưa các bạn,